Cơ chạy à? Khá là im, không có nghe tiếng luôn anh em ơi. Đây, lại gần cho mọi người nghe tiếng nha. Thấy không? Đây là hình tiếng động chân thật nhất của cái động cơ đó. Để anh em quan tâm tới cái động cơ này á, thì em quay luôn cái tiếng của động cơ để anh em nghe nha. Rồi, bấm xuống rồi. Cáp em đang xài là cáp 10 ly ha. Cáp Nhật 10 ly. Động cơ con này là 2,2 nha. Động cơ motor 3 pha 2,2. Đang sử dụng hành trình. Đang chạy xuống. Cái thước này đó. Ở dưới mình thiết kế thêm cái sàn này nó không đều, mình thiết kế thêm một hai cái trụ ha. Hai trụ để khi nó hạ xuống đó, để cho cái sàn nó im á. Rồi, ok anh em ha. Rồi, đo coi. Rồi. Sàn hiện tại em thiết kế 1m4 rồi nha. Bị nghe. Luôn ha. Đây rất là to. Rồi, ok, con nâng lên đi. Bấm nút lên đi. Đây có bộ phận chốt khóa khẩn cấp nữa ha. Còn chốt khóa an toàn khẩn cấp. Tí nữa mình sẽ test cái chốt đó luôn. Ở đây đang dướng ống máy lạnh nên là mình phải bắt cầu ra luôn nè. Đó, bắt cái cầu ra. Đây, để những trường hợp nào anh em làm giống y chang vậy thì mình sẽ thiết kế giống vậy để cho nó tiện ha. Đó, bắt cầu ra. Đó, độ hở cầu là phân gửi ha. Đây trên này mình có nút stop lại, khóa thang lại không cho người khác sử dụng thang nha. Rồi bây giờ mình sẽ hạ xuống ha. Hạ xuống. Lên. Chủ yếu nâng lên chảnh cho bằng mặt thôi. Tính sao? Nhanh ơi, Dương ơi.
Anh coi coi bên trong có bị dướng ống máy lạnh không? Coi vừa mới lên nó hai cái coi cái mặt nó có ngang ra vàng không nha, hay là bị lật bên nào nha. Cái mà lật cái lãi á. Mở cửa thử được không? Nhẹ nhàng. Quay vô trong luôn, quay vô trong luôn. Quay dục vô trong luôn chứ sao. Rồi xuống đi. Anh để cho nó tự tắt thôi. Rồi ok. Rồi lấy ra đi. Thấy ông cười cười là biết là chịu rồi đó. Lui ra từ từ.